Na, gaan wij. Dạ. Đúng kiểu là chặn đâu thì mình cản được cái nhảy chứ làm sao biển nó cản. Chưa bao giờ mình thấy sắp này. Đây anh bảo là cái công viên này nhỏ nó sửa này. Đấy. Chỗ kia nhá. Cái gì? Chỗ kia có thể xuống được cái này. Đi. Đây, chỗ kia xuống thích à? Có xuống dưới đấy kia không? Trông cái mỏ neo cũ vứt đi. Là chim nó nổi ở đây cơ mà. Cố tình gài đấy nhỉ? Chắc đẹp. Đây lạnh rồi. Ừ. Chỗ này sẽ xây gì đây? Đi qua. Nó làm sao chặn nước này, sẵn làm gì? Dàn như kia. Thế xấu, đang chỗ này đang để cho cái view đây nhỉ. Cầu tàu đằng đấy là được rồi gì. À, Sky City nhìn thấy Sky City kìa. Em thấy Sky City dọc cái tòa nhà kia không? Ừ, nhưng mà đằng kia nó chặn. À, đang làm công viên. Ừ. Bình thường ấy là không có gì là sẽ đi thông hết từ đây đến kia. Nó thông mấy cái đảo với nhau người ta đi. Ừ, chứ giờ làm cầu không tốt rồi nhỉ. Nhật thì bắc thì đơn giản thôi, cái gì đâu. Không bắc. Mặt đây cười thì anh tắt máy nè. Để ra tin mới nhìn thấy chứ.